Và bây giờ là xét đấu thứ tư của trận công đài thứ hai, lâu đài Mikati tìm 106 giữa Lê Công Vinh và Hoàng Xuân Sơn. Tỷ số toàn cục đang là 2-1 nghiêng về cho tay vợt công đài. Sơn nhào bóng không đều. Một không. Đổi giao bóng 0-2. Một, hai. Đã có dấu hiệu chấm thuốc rồi đó. Đúng rồi. Nằm trên lưỡi mà. Đội giao bóng cho Hoàng Xuân Sơn, 5-1. Ủa, ủa, bên nào giao? Đúng rồi, bây giờ mới là 1-5. Còn lúc nãy là mới có 4-1 thôi, chưa đổi giao bóng mà. Mà làm giờ đó là trước 5-1. Hình như trọng tài đấy, có những đang đứng trước. Hình như trọng tài mới thực sự đang ngấm thuốc. Đổi giao bóng 5-3. Trọng tài chính thì khởi trận đấu hôm nay là anh Cao Trung Năm. 6-3. Trải đá bóng rất khéo của Lê Công Minh. Lê Công Minh 7-6. Chúng ta vừa xem cái bộ thủ. Với cái bộ thủ như thế thì quả giao bóng đúng là giao bóng sang bên trái và dài lên cuối bàn thấy xuống, lúc đó là đối thủ sẽ không thể nào mà chạm được quả hay là quả giao bóng ấy được, ngoài việc cò bóng lại. Còn nếu mà thủ thủ như Lê Công Minh vậy mà Sơn giao qua bên phải thì rõ ràng là vào cái bộ đã được chuẩn bị trước. Tám bảy. Bóng suýt qua lưới, 8 đều. Đừng có đánh nó nhiều quá, người ta không đấu được. Nghỉ tí đi Tân ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
8. Đội giao bóng cho Vinh. 8, 10. Chín mười. Thật là bất ngờ. Và như vậy là tỷ số đã kết thúc với phần thắng là một quả leo lưới rất là ngọt của Hoàng Xuân Sơn. Tỷ số bây giờ là 2-2.